Chào tất cả mọi người nha, đang xem cuộc sống hậu gian vlog của mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nha. Hôm nay mình có nấu chè và tháng 7 nhé. Đây là đậu của cổ tay, những món đồ mình nấu chè đến nay nha mọi người. Đây là một file bột bán mình ngâm rồi đi nha mọi người. Trời mưa quá, nó ồn quá. Đây là đậu tây nhầm người cũng gọi là đậu gián nha mọi người. Rồi đây là nấm mèo mình cũng ngâm rồi đây nha mọi người. Vừa khô mình cũng nạo xong, mới vừa xong rồi. Còn đây là bột mì với bột gạo á, mình mới cắt lá dứa mình xay bỏ vô mình trộn á, hồi nãy mình bò giờ dưa mình bỏ vô á mọi người. Đậu phộng này á, mình ra xong là hồi cái mình giờ dưa với bột á, mình bỏ vô để ăn cho nó bùi bùi dai dai với thơm. Đây là khoai tao, hồi mình cắt mình bỏ vô. Mình nấu chè bữa nay nhiều món quá, ngồi chè. Đây là chè đậu xanh mình nấu ở đây nha mọi người. Nấu tại vì đậu tây nó nở lâu quá cho nên nó mình nấu trước đó mọi người. Đo nấu đậu xanh sau còn mình bỏ vô sau. Đậu xanh nở là chín hết. Nay trời mưa quá, 14 mà trời mưa quá mọi người. Khoai cao này bữa nay mình mua ký 30.000 đó mọi người.
Nó gần hết giờ mình bỏ lính nghèo khổ tay vô luôn nha mọi người. Mấy giờ vợ xuân xanh nè mọi người. Chị mà đặt sạc luôn quá trời nấu à, có ăn cái chút chút không á chồng mình chưa nấu nữa ký đậu xanh phải nấu vô nữa ký đậu xanh bỏ luôn đây mình không hết chị mà ngồi chà bá đủ màu sắc luôn em mọi người. Đây lúc tốt vừa mình lúc tốt đầu nha mọi người. Bỏ vô cho nó tới. Thấy chưa béo ngon lắm nha mọi người ơi. Này nó ngọt ngọt ăn đá mọi người ngon rất lớn luôn. Thôi mình kết thúc video tại đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Xong rồi chè.